Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin cuối ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Bản tin hôm nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau. Hoạt động chế biến lâm sản tại huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa còn gặp nhiều khó khăn. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện gần 30 kg pháo hoa trên xe tải. Ngày 26 tháng 8, đoàn công tác do đại biểu Quốc hội khóa 15 Lê Thanh Vân, Ủy viên Thường trực, Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội, Phó chủ nhiệm nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam Ba Lan dẫn đầu, đã có chuyến thăm và làm việc tại huyện Bá Thước. Làm việc với lãnh đạo huyện Bá Thước, đại biểu Quốc hội khóa 15 Lê Thanh Vân, Ủy viên Thường trực, Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội, đánh giá cao những tiềm năng thế mạnh của huyện, đồng thời đề nghị huyện Bá Thước rà soát, đánh giá lại các vùng quy hoạch để tập đoàn Intercom Group, công ty trách nhiệm hữu hạn tổ hợp y tế Phương Đông hỗ trợ đầu tư phù hợp, hiệu quả, đặc biệt là xây dựng nhà máy điện sinh khối, nhà máy nước sạch, công trình hồ chứa, khu nghỉ dưỡng du lịch sinh thái, hỗ trợ cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế cho bệnh viện đa khoa huyện. Trước đó, đoàn công tác do đồng chí Lê Thanh Vân, đại biểu Quốc hội khóa 15, Ủy viên Thường trực, Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội dẫn đầu, đã tham dự chương trình khám, tư vấn, phát thuốc miễn phí cho hơn 500 người dân là đồng bào dân tộc thiểu số ở xã Thành Sơn do Bệnh viện Đa khoa Phương Đông tổ chức. Nhân dịp này, đoàn công tác đã trao quà cho một số gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã và tặng trang thiết bị, dụng cụ cho trạm y tế xã Thành Sơn. Tiếp đó, đoàn công tác đã đến khảo sát vùng quy hoạch quần thể khu nghỉ dưỡng du lịch sinh thái và sân tập golf ở khu vực Cao Sơn, xã Lũng Cao, thác Muốn, xã Điền Quang và thác mô hình trồng cây ăn quả tập trung tại xã Ái Thượng. Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây sản xuất giấy đế vàng mã xuất khẩu là thế mạnh của các doanh nghiệp chế biến lâm sản tại huyện Quan Hóa, góp phần tiêu thụ sản lượng lớn tre luồng, tạo công ăn việc làm cho người dân địa phương. Tuy nhiên, hơn một tháng qua, các doanh nghiệp này đang gặp rất nhiều khó khăn về thị trường xuất khẩu và giá nguyên vật liệu tăng cao. Hầu hết phải giảm quy mô sản xuất. Hiện nay, trên địa bàn huyện Quan Hóa, có 7 cơ sở chế biến giấy đế, vàng mã xuất khẩu sang thị trường duy nhất là Đài Loan. Trung bình mỗi năm, các cơ sở này tiêu thụ hàng trăm nghìn tấn nguyên liệu tre luồng và tạo việc làm cho gần 1.000 lao động địa phương với mức lương từ 5 đến 7 triệu đồng một người một tháng. Thế nhưng, hơn một tháng nay, các cơ sở này đều phải giảm quy mô sản xuất, cắt giảm nhân công do hoạt động không có lãi, nhu cầu của thị trường giảm khoảng 30% so với cùng kỳ năm ngoái. Bên cạnh đó, giá nguyên vật liệu đầu vào tăng cao. Hiện các cơ sở này đang triển khai nhiều giải pháp để khắc phục khó khăn. Tuy nhiên, nếu tình trạng này kéo dài, nhiều cơ sở sẽ phải ngừng sản xuất. Thời gian tới, cùng với sự quan tâm tạo điều kiện của các cấp, các ngành, các doanh nghiệp, hợp tác xã chế biến lâm sản trên địa bàn huyện Quan Hóa, tiếp tục hỗ trợ thu nhập cho công nhân để duy trì sản xuất, đồng thời cơ cấu lại hoạt động, tập trung đầu tư công nghệ thiết bị để sản xuất chuyên sâu, đa dạng hóa sản phẩm, tìm kiếm những đơn hàng mới, thị trường mới trong tiêu thụ sản phẩm. Theo Sở Công Thương Thanh Hóa, xuất khẩu hàng hóa tháng 8 năm 2023 của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã có dấu hiệu phục hồi tích cực. Hầu hết, các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu đều tăng nhẹ so với tháng trước. Cụ thể, tháng 8 năm 2023, nhiều nhóm hàng xuất khẩu của tỉnh Thanh Hóa tăng so với tháng trước, như hàng may mặc tăng 8,9%, giày dép các loại tăng 9,6%, đá ốp lát xuất khẩu tăng 7,1%, hoa quả đóng hộp tăng 6,7%, chả cá surimi xuất khẩu tăng 2,3%. Nhiều doanh nghiệp xuất khẩu hàng hóa cho biết, tình hình thị trường, đơn hàng đã bắt đầu có những dấu hiệu phục hồi tích cực. Đơn cử như trong lĩnh vực dệt may, nhiều doanh nghiệp đã ký được các đơn hàng sản xuất đến hết năm 2023 và đang tiếp tục tìm kiếm các đơn hàng dài hạn. Lãnh đạo công ty thì cũng đã phải tìm kiếm các cái thị trường khác, ví dụ như thị trường Hàn Quốc, đấy, rồi thị trường khu vực châu Á như Trung Quốc. Trong sản xuất thì cũng có các cái giải pháp khuyến khích cho người lao động, người ta gắn bó và người ta tăng được cái hiệu suất. Và cũng chính vì thế cho nên là các đơn hàng thì được đảm bảo được đến cuối năm. Mặc dù tình hình xuất khẩu tháng 8 đã có dấu hiệu hồi phục, tuy nhiên tính chung 8 tháng năm 2023, nhiều hoạt động xuất khẩu trên địa bàn tỉnh vẫn còn gặp nhiều khó khăn do nhu cầu nhập khẩu hàng hóa ở một số thị trường lớn như EU, Mỹ, Trung Quốc, Nga giảm. Mặt khác, trong nước đầu vào cho hoạt động sản xuất kinh doanh tăng cao như lãi suất ngân hàng tăng, giá điện tăng, trong khi đơn giá gia công các sản phẩm may mặc, giày dép giảm. Tổng giá trị xuất khẩu 8 tháng năm 2023 của Thanh Hóa ước đạt 3,35 tỷ đô la Mỹ, bằng 88,8% so với cùng kỳ và bằng 61% so với kế hoạch năm. Trước khó khăn, các doanh nghiệp xuất khẩu hàng hóa của tỉnh vẫn đang nỗ lực từng bước khắc phục
và điều chỉnh hoạt động sản xuất kinh doanh, đa dạng sản phẩm để mở rộng thị trường xuất khẩu. Ngành công thương cũng đang tích cực hỗ trợ doanh nghiệp tận dụng cơ hội từ các FTA đã ký kết để khai thác tốt thị trường. Năm 2023, tỉnh Thanh Hóa phấn đấu tổng giá trị xuất khẩu hàng hóa đạt 5,5 tỷ đô la Mỹ. Thưa quý vị và các bạn, liên quan đến phản ánh của báo chí và đơn thư của người dân về việc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Sông Chu bố trí nhiều cán bộ là người thân họ hàng của chủ tịch hội đồng thành viên công ty. Hôm nay vào ngày 27 tháng 8, Sở Nội vụ Thanh Hóa đã có kết quả kiểm tra xác minh chính thức. Qua kiểm tra xác minh, Sở Nội vụ kết luận thông tin báo chí và nội dung đơn của công dân phản ánh nhiều người có mối quan hệ gia đình với ông Lê Văn Thủy, chủ tịch hội đồng thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Sông Chu, được bố trí cho các chức danh quản lý, lãnh đạo công ty và đơn vị trực thuộc là đúng sự thật. Sở Nội vụ đã chỉ ra nhiều bất cập, hạn chế, vi phạm trong công tác cán bộ của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Sông Chu, như một số nội dung của quy chế bổ nhiệm, điều động, luân chuyển cán bộ của hội đồng thành viên chưa đảm bảo thẩm quyền, tính khách quan theo quy định, công tác quản lý hồ sơ bổ nhiệm của công ty còn nhiều thiếu sót. Công ty thực hiện điều động luân chuyển đối với những người giữ chức vụ cấp trưởng trở thành cấp phó các đơn vị trực thuộc mà chưa có các quy định, lý do cụ thể. Từ đó, Sở Nội vụ đề nghị công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Sông Chu tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tập thể cá nhân có liên quan đến những khuyết điểm, sai phạm để xử lý theo thẩm quyền hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý, rà soát sắp xếp, bố trí lãnh đạo quản lý các phòng, đơn vị trực thuộc, điều chỉnh, bổ sung các quy định, quy chế đã ban hành về tuyển dụng, sử dụng, quy hoạch, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ phù hợp với quy định số 114 của Bộ Chính trị và tinh thần chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Trước đó, theo phản ánh của cơ quan báo chí và đơn thư của công dân, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Sông Chu đã bố trí cán bộ là người thân của ông Lê Văn Thủy, chủ tịch hội đồng thành viên công ty. Cụ thể, vợ của ông Thủy là bà Hoàng Thị Thu Hiền, phụ trách phòng tài chính kế hoạch của công ty là không đúng với quy định của luật kế toán và quy định số 114 ngày 11 tháng 7 năm 2023 của Bộ Chính trị, quy định về kiểm soát quyền lực và phòng chống tham nhũng tiêu cực trong công tác cán bộ. Đối với ông Lê Hoàng Sơn, con trai ông Lê Văn Thủy, thì quy trình và tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm cơ bản đảm bảo theo quy chế bổ nhiệm lại, điều động luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ quản lý và các đơn vị trực thuộc của công ty. Tuy nhiên, xét về thời gian công tác và các quy trình chỉ giới thiệu ông Lê Hoàng Sơn để lấy tín nhiệm là chưa đảm bảo khách quan, minh bạch. Quy trình và tiêu chuẩn điều kiện bổ nhiệm các cá nhân: Lê Văn Hiểu, giám đốc chi nhánh thủy lợi Triệu Sơn, em ruột của ông Lê Văn Thủy; ông Hoàng Minh, giám đốc chi nhánh xây dựng công trình và kinh doanh tổng hợp công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Sông Chu, em ruột vợ ông Lê Văn Thủy; ông Lê Khắc Anh, phó giám đốc chi nhánh thủy lợi Nghi Sơn, con của chị gái ông Lê Văn Thủy, được xác định là cơ bản đảm bảo theo quy chế bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ quản lý và các đơn vị trực thuộc của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Sông Chu. Bên cạnh đó, báo chí và đơn của công dân phản ánh việc hai em rể của ông Lê Văn Thủy làm lái xe chi nhánh trực thuộc công ty và cháu ruột đang làm kế toán được quy hoạch làm kế toán trưởng của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Sông Chu cũng đúng sự thật. Sau thông tin phản ánh, vào sáng ngày 21 tháng 8, Hội đồng thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Sông Chu đã họp và ban hành nghị quyết cho thôi thực hiện nhiệm vụ đối với bà Hoàng Thị Thu Hiền, ông Hoàng Minh và ông Lê Hoàng Sơn theo nguyện vọng cá nhân. Vào 0 giờ 5 phút hôm nay ngày 27 tháng 8, tổ công tác thuộc đội cảnh sát giao thông số 2, phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Thanh Hóa đã phát hiện xe ô tô tải chở 3 thùng cát tông, bên trong đựng 22 hộp pháo hoa có tổng trọng lượng 29,4 kg. Trong quá trình tuần tra kiểm soát lưu động tại km 5 cộng 400 quốc lộ 47 nối với đường Hồ Chí Minh, tổ công tác của đội cảnh sát giao thông số 2 phát hiện xe ô tô tải gắn biển kiểm soát tạm T60-31691 do Nguyễn Đình Long, trú tại huyện Thạch Thành điều khiển chở trên xe Nguyễn Đức Thông, trú tại Hà Nam, có nhiều biểu hiện nghi vấn. Qua kiểm tra, phát hiện trên xe chở 3 thùng giấy cát tông nhãn hiệu Aquafina, bên trong đựng 22 hộp pháo hoa do nước ngoài sản xuất có tổng trọng lượng 29,4 kg. Bước đầu, Nguyễn Đức Thông khai nhận mua số pháo nói trên tại Quảng Trị để về nhà sử dụng. Đội cảnh sát giao thông số 2 đã lập biên bản tạm giữ toàn bộ số pháo trên cùng đối tượng, đồng thời hoàn thiện hồ sơ bàn giao cơ quan cảnh sát điều tra, công an huyện Thọ Xuân giải quyết theo quy định. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin cuối ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Xin kính chào và hẹn gặp lại.